phẩm ngũ ba đề tử thủ khi thứ tám lung. Bây giờ ngài mãn tự tử từ nơi đứng phẩm nghe trí tuệ phương tiện tùy cơ vì nói pháp như thế. Lại nghe thủ khi cho các vị đệ tử đặng sinh giáng lại nghe viện nhân duyên đời chướng lại nghe cảm đứng phẩm có chứng tư tài thần thông lớn đường điều chưa từng có lòng thâm tình hớn hở liền từ chỗ ngồi đứng dậy đến chưa phần đầu bằng lễ chân phần rồi đứng con dân tiên là việc làm im có thuận theo bao nhiêu chúng tinh ở trong đời dùng xứng phương tiện tri kiến mà vì đó nói pha vấn chúng sinh ra khỏi cá khổ chỗ tham trương chúng con ở nơi công đức của Phật không thể dùng lời nói mà tuyên bày được chỉ có đứng Phật Thế Tôn hay biết bản nguyện trong thâm tâm của chúng con. Bây giờ Phật bảo các tỳ kheo các ông thầy mạn từ từ đây chẳng ta thường khen ông là bậc nhân trong hàng người nói pháp cũng thường khen ca món công đức của ông rồng rằng thiên năng hộ trì chấm tuyên bài pháp của ta có thể chỉ dạy lời mừng cho hàng bốn chúng giải thích tròn về chính pháp của phật mà làm nhiều lợi ích cho những người cùng đồng hành thâm tình. Ngoài đứng Như Lai không ai có thể cùng tầm chỗ biển ba ngôn luận của ông. Các ông chớ tưởng mạng từ tử chỉ hay hộ trì trở tuyên pháp của ta thôi. Ông cũng đã ở nơi 90 ấn đứng phần thuở quá khứ mà hộ trì trở tuyên chính pháp của phần ở trong nhóm người nói pháp thuở đó cũng là bậc nhân. Ông lại ở pháp phong của chư Phật nói thông suốt rành rẽ được bốn món chi ngô ngài thường hay suy gẫm chân chánh nói pháp thanh tịnh không có nghi lầm đầy đủ sức thân thông của Bồ Tát. Tùy cho thỏa mãn mà thường tu hành thanh tịnh người đời thuở đứng Phật kia đều gọi ông thân là thanh văn nhưng ông mạng từ tử dùng phương tiện đó làm lợi ích cho vô lượng trăm nghìn chúng sinh. Lại giáo hóa vô lượng vô số người khiến đứng nơi vô thượng chính đẳng chính giác ông vì muốn tình cõi phân mà thường làm phân sự giáo hóa chúng sinh các tỳ kheo ông mạng từ tử cũng được bậc nhất ở trong hàng người nói pháp. Của bài đứng Phật ngay ở chỗ ta trong hàng người nói pháp cũng là bậc nhất trong hàng người nói pháp. Của ca đức Phật trong hiền kiếp về đương lai
cũng là phận nhân, mà đều hộ trì dâm xuyên bài pháp của Phật, ông cũng sẽ ở trong đời vị lai hộ trì trợ tuyên chính pháp của vô lượng vô biên căn đức Phật, giáo hóa làm lợi ích cho vô lượng chúng sinh, khiến an lâm nơi đạo vô thượng chính đẳng chính giác, vì tịnh cõi Phật mà thường xuyên năng tinh tấn giáo hóa chúng sinh, lần lần đầy đủ đạo Bồ Tát qua vô lượng vô số kiếp sau. Ông sẽ ở nơi cõi này thành vô thượng chính đẳng chính giác, hiểu là pháp minh Như Lai ứng cung sinh biên trì minh hành tung thiên thể thế gian giải vô thượng sĩ điều ngư trưởng phu tiên nhân sư Phật Thế Tôn. Đức Phật đó lấy số thế giới tam thiên đại thiên nhiều như số ca sông Hằng, mà làm thành một cõi Phật đứng bằng bảy thứ bao thẳng bằng như bàn tay, không có núi gò khe chuỗi rạch ngoài. Nhà đài bằng bài thứ bao đầy dây, trong đó cung điện của cán trời ở gần trên hư không, người cùng trời giao tiếp nhau hai bên đều thấy được nhau, không có đường dư cũng không có người nữ. Tất cả chúng sinh đều do biến hóa sinh, không có dâm dục được pháp thần thông lớn, thân sói âm trang bày đi từ tại chỉ niệm bền chắc, có đức tinh tâm trí tuệ. Tất cả đều thân sân vàng đủ 32 tướng tôn đệ từ trang nghiêm, nhân dân nướng đó thường dùng hai thức ăn, một là pháp hỷ thực, hai là thuyền diện thực. Có vô lượng vô số nghìn muôn ân na do tha ca chúng Bồ Tát được xưng thần thông lớn bốn tri vô ngại, kêu hài giáo hóa loài chúng sanh, chúng tăng bằng trong hương đó tinh kể số đến đều không thể biến đường, đều được đầy đủ ba món minh sao phạm thần thông và tám món dài qua cõi nước của đức Phật. Đó có vô lượng công đức trang nghiêm thành tự như thế kiếp tên biểu minh nương tên thiền tinh quán đó sống lâu vô lượng vô số kim. Pháp tu đời chẳng lâu sau khi phân diệt độ dựng tháp bằng bảy thứ báo khắp cả nương đó, bây giờ được Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói bài kệ rằng: Ta tùy theo lòng nghe đạo của Phật tử, làm gì khéo hồng hương tiền chẳng thể nghĩ bàn được, biết chúng ưa pháp nhỏ mà trở nơi chi lớn, cho nên càng Bồ Tát làm thanh văn hiền gian, dùng vô số phương tiện độ các loài chúng sinh, tự nói là thanh văn cánh phần đạo rất xa, đồ thoát vô lượng chúng thay đều được anh tự dầu ưa nhỏ biến lời sẽ kiếm lần thanh phần. Trong ân hạnh Bồ Tát ngoài hiện là thanh văn, ít muốn nhàm sinh tứ thừa
thực từ tình cõi phần bày ba đồng cho người lại hiện tướng ta kiến đệ tử ta như vậy. Phương tiện độ chúng sinh nếu ta nói đủ cả các món việc hiện hóa chúng sinh nghe đó rồi thời lòng sinh nghi lầm nay vô lâu na đây ở xưa nghìn ức phần. Xuyên tô đạo mình làm chuyên hộ các phần phá vì cầu tuệ vô thượng mà ở chỗ chư phần hiền ở trên đệ tử học rộng có trí tuệ nói pháp không sợ sợ nay khiến chúng vui mừng chưa từng có mọi mệt. Để chính nên việc phần đã được thần thông lớn đủ môn trí vô ngài biết các căn lời đồn thường nói pháp thâm tình diễn thương nghĩa như thế để dạy nhìn ưng chung kiếm chủ pháp đại thừa mà tự tính coi phần. Trời sao cùng cung vàng vô lượng vô số phần hồ trợ tuyên chánh pháp cùng từ tỉnh coi phần thường dùng các phương tiện coi pháp không e sợ đồ chúng không kể đường. Đều thằng nhân thiết chi cung vàng các như lại hồ trì tạng pháp bảo sau đó đưa thành phần hiểu gọi là pháp minh hương đó tên thiền tình bảy thứ bảo hòm thành kiếp tên là bửu minh chúng bồ tát rất đông. Số nhiều vô lượng ứng đều được thần thông lớn sân uy đứng đầy đủ khắp đây cả nước đó thánh văn cũng vô số ba mình tam dài thoát được bốn chi vô ngại dùng hàng này làm tăng chúng sinh trong cõi đó. Dâm dung đều đã dâng không một biên hóa sinh thần trang nghiêm đủ thương pháp hệ thuyền diệt từ không tưởng món ăn cả không có hàng nữ nhân cũng không càng đường giữ vô lâu na tỳ kheo. Khi công đức tròn đầy sẽ được tịnh độ này chúng hiền thanh rất đông vô lượng việc như thế nay ta chỉ nói lượt bây giờ 1.200 vị a la hán bậc tâm tự tài nghĩ như vậy. Chúng ta vui mừng đường điều chưa từng có nếu đừng thế tôn đều thủ khi cho như các đệ tử lớn khang thời chúng sương lắm đứng phần biết tâm niệm của càng vì đó nên nói với ngài đại ca diêm 1.200 vị a la hán đó này ta sẽ đặng chính gia trong chúng đó đệ tử lớn của ta là Kiều Trần Như Tỳ Kheo sẽ cung dường 62.000 ứng đứng phần vậy sao được thành phần hiệu là phổ minh Như Lai ứng cung chính biến trì minh hạnh tu thiền tại thế gian giải vô thường sĩ điều ngư trường phụ thiên nhân sư phật thế tôn 500 vị a la hán ông ưu lâu tần loa ca diếm ông già gia ca diếm ông nà đề ca diếm ông ca lưu đà di ông ưu đà di ông a nâu lâu đà ông lý bà đa ông kiết tân
quanh. Bây giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng kiều trần như tỳ kheo sẽ gặp Vô Lượng Phật qua vô số kiếp sau mới được thành chánh giác. Trường phóng quang minh lớn đầy đủ các thần thông danh đường khắp mười phương tất cả đều tôn kính thường nói pháp vô thường nên hiểu là phổ minh cõi nước đó thân tình bồ tát đều dũng mạnh đều lên lầu gác đêm vào các hương mười phương đêm mà độ cũng vô thường hiến dân ca đứng phần làm viện cung đó xong xin lòng rất vui mừng dậy lát về bản quân có sức thần như thế phân tỏ sau muôn kiếp chính pháp trụ bồi thòn đường pháp lại hơn chính pháp diệt trời người lo năm trăm tỳ kheo kia thứ tự sẽ làm phần đồng hiểu là phổ minh theo thứ thủ kia nhau. Sau khi ta diệt độ ông đó sẽ làm phần thế gian của ông đồ cũng như ta ngày nay coi được đó nghiêm danh và ca sức thần thông chúng thanh bằng bồ tát kinh pháp cùng tương quan thọ mệnh kiếm nhiều in đều như trên đã nói. Ca Diếp ông đã biết năm trăm vị tự tại các chúng thanh văn ca cũng sẽ làm như thế vì nào vắng mặt đây ông nên về tuyên nói bây giờ năm trăm vị à la ở trước phần được thu ký xong vui mừng hơn hở liền từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước phần đầu mặn lấy chân phận ăn năn lỗi của mình mà tự trách Thế Tôn chúng con thường nghĩ như vậy tự cho mình đã đường rốn ráo diền đồn nay mới biết đó là như người vô trí vì sao chúng con đang được trí tuệ của Như Lai mà bèn tự lấy trí nhỏ cho là đủ Thế Tôn thì như có người đến nhà bản thân say rượu mà nằm lúc đó người bản thân có việc quan phải đi lấy châu báu vô giá cột trong ao của gã say cho nó rồi đi gã đó say nằm đều không ai biết sao khi dậy bèn nhau đi đến nước khác vì việc ăn mặn mà phải gắng sức cầu tìm rằng là khổ nhọc nếu có được chút ít bèn cho là đủ lúc sau người bản thân gầm gỡ thấy gã bèn bảo rằng là thấy anh này sao lại vì ăn mặn mà đến nỗi này ta luôn chương muốn cho anh được an vui tha hồ thủ năm món dục ở ngày tháng năm đó đem châu báu vô giá cột vào trong áo anh này vẫn còn đó mà anh không biết lại đi nhọc nhằn sầu khổ để cầu tự nuôi sống từng là khờ lắm. Nay anh nên đem ngọc báo đó đôi trang lấy đồ cần dùng thời thương đường vừa ý không chỗ thiếu thôn đức Phật cũng lại như vậy lúng làm Bồ Tát giáo hóa chúng con khiến Phật lòng cầu những thiết tin. Mà chúng con liền bỏ quên không ngày không biết
đã được đạo A-la-hán, tự nói là diện đồ khổ nhọc nuôi sống được chúc in cho là đủ tất cả trí nguyện vẫn còn chẳng mất. Ngày nay Đức Thế Tôn giáng ngộ chúng con mà nói rằng các tùy theo đạo của các ông không phải rốt ráo việc ta từ lâu đã khiên các ông gieo căn lành của phần. Dùng chân phương tiện chỉ tương niên bàn mà các ông cho là thật được việc đổ thế tôn chúng con mới biết mình thật là Bồ Tát được thu khí sẽ thành đạo vô thượng chính đẳng chính giác. Vì nhân duyên đó lòng rất vui mừng đường điều chưa từng có bây giờ ông ma nhà kiều trần như muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng chúng con nghe vô thượng tiếng thù khí an ổn vui mừng chưa từng có lấy phần trí vô lượng này ở trước thế tôn từ hồi các lỗi quay trong phần bao vô lượng đưa chúng phần niên bàn bèn tự cho là đúng như người ngu vô trí thi như người nghèo cùng qua đến nhà thân hữu nhà đó đến giàu lớn bày đồ các việc món đem châu báu vô gia còn dính trong và áo thầm cho rồi bỏ đi gã sai làm không hay sau khi gã đã dày vào đi đến nương ca cầu ăn mặn tự sống nuôi sống rất khôn khổ được in cho là đủ chẳng lại muốn đồ tốt chẳng biết trong và không có cho bao vô gia người thân hữu cho chỗ sao gầm gã nghèo này khổ thiết tránh gã rồi chỉ cho cháu trong ao gã nghèo thấy châu đó lòng gã rất vui mừng giàu có căn của cải tha hồ huống hủ dung chúng con cũng như vậy thế con từ lâu xưa thường thường giáo hóa cho khiến gieo nguyện vô thường chúng con vì vô trí chẳng hay cũng chẳng biết đưa chúc phần niên bàn cho đủ chẳng cầu nữa nay phần giáng ngộ con nói chẳng phải thân diệt được phần tuệ vô thường đó mới là thân diệt con nay từ Phật nghe thủ ký viễn trang nghiêm cùng tuần từ thủ ký thân tâm khắp mừng vui